Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em hôm nay thứ sáu 28 tháng 7 năm 2023 Phái đoàn Chủ tịch nước Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng Phan Con xin được đọc bản tin này cho tất cả cộng đoàn chúng ta nghe để hiểu biết cuộc gặp gỡ này Đức Thánh Cha Phan tiếp Phái đoàn Chủ tịch nước Việt Nam thứ sáu 28 tháng 7 năm 2023 việt nam và tòa thánh ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của tòa thánh tại việt nam việt nam và tòa thánh ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Vatican News ngày 27 tháng 7 năm 2023 thông cáo chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh được công bố chiều ngày 27 tháng 7 năm 2023 cho biết hai bên đã ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Văn Thường trú của Tòa Thánh và về văn phòng đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Trước đó Đức Thánh cha Francisco đã tiếp ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đức Thánh cha đã tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào lúc 3 giờ chiều ngày 27 tháng 7 năm 2023. Đức Thánh cha đã tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại thư viện dinh tông tòa. Sau cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút, Đức Thánh Cha đã tặng mỗi thành viên trong Phái đoàn Việt Nam một huy chương của giáo hoàng. Ngài cũng tặng Chủ tịch nước Việt Nam một bức phù điêu bằng đồng, khắc họa về chủ đề thương xót, đón nhận và, và đón nhận và tình huynh đệ là lời kêu gọi không ngừng của Ngài trong những năm qua. Quà tặng của Đức Thánh Cha còn có sứ điệp Ngày Thế giới Hòa Bình năm 2023. Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại cuốn sách về buổi cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt vào tối ngày 27 tháng 3 năm 2020 và cuốn sách hình ảnh về căn hộ giáo hoàng. Về phần mình, Chủ tịch nước Việt Nam đã tặng Đức Thánh Cha một bình gốm có hình đền thờ Thánh Fero được làm tại Việt Nam. Sau đó, Chủ tịch nước Việt Nam và phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa Thánh Pietro Parolin. Thông cáo chung về việc ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thông báo chung về việc ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh và văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam cho biết nhân chuyến thăm Vatican của ông Võ Văn Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, Dựa trên những tiến độ đạt được trong các phiên họp của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, đặc biệt là phiên họp thứ 10 vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Vatican, và với mong muốn tiếp tục thúc đẩy các quan hệ song phương, hai bên chính thức thông báo rằng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thánh đã ký kết thỏa thuận về quy chế của đại diện thường trú của Tòa Thánh về và về văn phòng đại diện thường trú của tòa thánh tại việt nam thông báo cho biết thêm trong cuộc trò chuyện thân mật giữa chủ tịch võ văn thưởng với đức giáo hoàng francisco và sau đó với đức hồng y quốc vụ khanh pietro parolin các bên bày tỏ sự đánh giá cao về những tiến triển đáng kể trong quan hệ giữa việt nam và tòa thánh cũng như những đóng góp tích cực của cộng đồng công giáo việt nam cho đến ngày nay cuối cùng thông báo thông cáo cũng nói rằng hai bên đã bày tỏ tin tưởng rằng đại diện tòa thánh sẽ hoàn thành vai trò và nhiệm vụ được trao trong thỏa thuận đồng thời sẽ hỗ trợ cộng đồng công giáo việt nam thực hiện nhiệm vụ của họ trong tinh thần tôn trọng luật pháp và luôn được huấn quyền của giáo hội hướng dẫn để thực thi ơn gọi đồng hành cùng dân tộc và là người công giáo tốt người công dân tốt góp phần xây dựng đất nước đồng thời đại diện tòa thánh sẽ là cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa việt nam và tòa thánh Tiến trình thảo luận giữa Việt Nam và Tòa Thánh về một đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã kéo dài từ nhiều năm qua. Cho đến nay, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam là Đức Tổng Giám mục Marek Zalowski, 60 tuổi, người Ba Lan. Ngài hiện là Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore. Kính thưa Cộng đoàn, đó là toàn bộ bản văn thông báo về việc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta về việc thành lập văn phòng cho đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng cho tương quan tương giao giữa Việt Nam với tòa thánh mỗi ngày mỗi tiến là xa và khăng khít hơn để chúng ta là những người công giáo chúng ta sống tự do tôn giáo cũng như là phục vụ đất nước, phục vụ xã hội một cách tích cực nhất. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.